rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc và ngày hôm nay cô sẽ đồng hành với các em bài số 13 Điện năng công của dòng điện. Thì ở bài này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất, điện năng là gì? Thứ hai là công của dòng điện là gì? Được tính như thế nào? Và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng các kiến thức vào trong thực tế. Và để bước vào bài, cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Khi mà chúng ta sử dụng các đồ dùng điện thì chúng đã sinh ra những dạng năng lượng nào? Và cũng như hàng tháng thì gia đình chúng ta đều phải trả tiền điện. Vậy thì người ta đã tính những cái tiền điện đó bằng cái công thức nào? Như vậy để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay các em nhé. Bài số 13, điện năng công của dòng điện. Ở bài này chúng ta có 3 nội dung. Thứ nhất, điện năng. Thứ hai, công của dòng điện. Và thứ ba là vận dụng. Chúng ta lần lượt đi tìm từng nội dung một. Thứ nhất, để tìm hiểu điện năng là gì, thì cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Dòng điện có mang năng lượng hay không? Thì chúng ta cùng quan sát. Cô giới thiệu với các em những cái đồ dùng điện sau đây. Rất là thông dụng. Nồi cơm điện, máy khoan, máy bơm nước, quạt điện, mỏ hàn, bàn là điện. Như vậy thì có một câu hỏi đặt ra. Trong số những cái đồ dùng thiết bị điện này thì dòng điện đã thực hiện công cơ học trong hoạt động nào? Như vậy chúng ta rất dễ dàng lựa chọn được. Đó chính là máy khoan, máy bơm nước và quạt điện. Vậy thì có một câu hỏi nữa đặt ra. Điều gì đã chứng tỏ công cơ học được thực hiện trong hoạt động của các dụng cụ thiết bị điện này? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng khi có dòng điện chạy qua thì sẽ làm quay được động cơ. Ví dụ như là máy bơm nước có thể đẩy được nước lên hoặc là cánh quạt có thể quay được. Các em cùng quan sát. Cô mô phỏng lại ha. Khi mà cô bật công tắc thì động cơ quay. Như vậy ta nói rằng dòng điện có khả năng thực hiện công. Cô có tiếp một câu hỏi thứ hai. Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào trên màn hình ở đây? Như vậy chúng ta cũng dễ dàng chọn ra được. Đó chính là nồi cơm điện, bàn là và mỏ hàn. Như vậy ở đây cô cũng có một câu hỏi. Điều gì đã chứng tỏ nhiệt lượng được cung cấp trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện này? Thì rõ ràng là ta thấy khi có dòng điện chạy qua thì nó sẽ làm nóng được dụng cụ hay là thiết bị điện. Cô có tiếp một ví dụ mô phỏng. Đây là một cái ấm đun nước điện. Thì khi mà cô cho dòng điện chạy qua ấm thì rõ ràng là dòng điện nó đã cung cấp nhiệt lượng và làm cho nước trong ấm nóng lên và rồi sôi. Như vậy qua đây ta thấy được rằng dòng điện có thể thực hiện công và dòng điện cũng có thể cung cấp nhiệt lượng. Do đó ta nói rằng dòng điện có năng lượng. Vậy thì dòng điện có năng lượng, nhưng mà năng lượng của dòng điện được gọi là gì? Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng. Như vậy ta nói rằng dòng điện có năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng. Có một câu hỏi đặt ra. Khi mà các dụng cụ điện hoạt động thì điện năng đã biến đổi thành những dạng năng lượng nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng đến với một hai nhỏ các em nhé. Hai nhỏ, sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô có một số dụng cụ điện, ví dụ như là bóng đèn dây tóc, đèn led, nồi cơm điện, bàn là, quạt điện, máy bơm nước. Vậy thì cô trò chúng ta hãy cùng nhau điền vào cái cột bên cạnh. Có nghĩa là khi những cái dụng cụ điện này nó hoạt động thì điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào? Đầu tiên bóng đèn dây tóc. Khi mà bóng đèn dây tóc hoạt động thì rõ ràng là điện năng nó đã được chuyển hóa thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng, tức là bóng đèn nóng và cái bóng đèn cũng phát ra ánh sáng luôn. Rồi, đồ dùng thứ hai đó chính là đèn led. Như vậy ta thấy rằng là năng lượng ánh sáng và nhiệt năng đã được chuyển hóa từ điện năng. Đối với đồ dùng nồi cơm điện và bàn là, thì rõ ràng điện năng nó đã chuyển hóa thành nhiệt năng và một phần năng lượng ánh sáng. Đối với quạt điện và máy bơm nước thì ta thấy rằng là điện năng nó đã chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng, tức là những cái đồ dùng này hoạt động và đồng thời cũng nóng lên.
À, như vậy thì trong số những dạng năng lượng mà điện năng chuyển hóa thì người ta nhận thấy rằng nó được phân ra làm hai dạng nữa, đó là năng lượng có ích và năng lượng vô ích. Như vậy thì đối với bóng đèn dây tóc, điện năng chuyển thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng hay còn gọi là quang năng, vậy trong hai dạng này cái nào là có ích, cái nào là vô ích? À, như vậy rõ ràng là năng lượng ánh sáng là có ích cho chúng ta và nhiệt năng là vô ích. Tương tự đối với đèn LED cũng vậy, năng lượng có ích chính là quang năng và năng lượng vô ích là nhiệt năng. Đối với nồi cơm điện và bàn là thì năng lượng có ích chính là nhiệt năng, tức là nó nóng lên thì nó phục vụ cho công việc của chúng ta. Còn năng lượng vô ích đó chính là năng lượng ánh sáng, thì thật ra nó cũng góp phần có ích cho chúng ta đó, đó là nó có những cái đèn báo hiệu. Tuy nhiên người ta nhận thấy rằng cái phần này thì nó không cần thiết, cho nên người ta muốn tập trung vào nhiệt năng nhé các em. Rồi đối với quạt điện và máy bơm nước thì phần năng lượng có ích chính là cơ năng và phần năng lượng vô ích là nhiệt năng. Như vậy khi mà các đồ dùng này nó nóng quá nhiều thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị hư. À, qua những cái ví dụ vừa rồi chúng ta thấy rằng điện năng có thể chuyển hóa thành cơ năng, có thể chuyển hóa thành nhiệt năng và cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng hay còn gọi là quang năng. À, như vậy chúng ta rút ra được nhận xét sau đây. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác nhau như là nhiệt năng, cơ năng và quang năng. À, cô nhờ các em nhắc lại giúp cho cô công thức tính hiệu suất mà các em đã được học ở lớp 8. À, như vậy, tỷ số giữa công có ích và công toàn phần được gọi là hiệu suất. Công thức là H bằng A có ích trên A toàn phần nhân cho 100%. À, như vậy thì ở lớp 9, hiệu suất sử dụng điện năng cũng vẫn được tính bằng công thức này. H bằng A có ích trên A toàn phần nhân cho 100%. Trong đó công có ích là phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng. Công toàn phần là toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ. Như vậy chúng ta rút ra được nội dung kết luận chung cho phần 1 la mã như sau. Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó sẽ có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích. Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ gọi nó là hiệu suất sử dụng điện năng, và công thức là H bằng A có ích trên A toàn phần nhân cho 100%. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai, công của dòng điện. À, như vậy công của dòng điện là gì? Người ta khái niệm như sau. Công của dòng điện sản ra hay còn gọi là sinh ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. À, cô nhắc lại một lần nữa. Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch chính là số đo lượng điện năng đã được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Vậy điện năng được tính bằng công thức nào? Các em cùng quan sát. Hãy cho biết công thức liên hệ giữa công và công suất mà các em đã được học ở chương trình lớp 8. À, như vậy chúng ta có công suất P bằng A trên T. Từ đây ta suy ra A bằng P nhân T. À, bây giờ các em hãy chứng tỏ rằng công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch được tính bởi công thức A bằng U nhân Y nhân T. À, như vậy thì các em nhớ lại kiến thức bài 12, ta có công suất P bằng U nhân Y. Ta sẽ thay P bằng U nhân Y vào vị trí này. À, như vậy ta có được một công thức thứ hai là A bằng U nhân Y nhân T. À, từ đây ta rút ra được công thức tính công của dòng điện như sau. A bằng P nhân T và bằng U nhân Y nhân T. À, trong đó thì U là hiệu điện thế đo bằng volt, Y là cường độ dòng điện đo bằng ampere, T là thời gian đo bằng giây, A là công thực hiện được đo bằng joule, và ta có 1 joule thì bằng 1 watt nhân 1 giây và bằng 1 volt nhân 1 ampere nhân 1 giây. Ngoài ra thì công của dòng điện còn được đo bằng đơn vị kilowatt giờ, kilowatt giờ. Và mối liên hệ 1 kWh sẽ bằng 3.600.000 joule, và cô có thể viết là bằng 3.6 nhân 10 mũ 6 joule. Vậy thì đo công của dòng điện bằng những dụng cụ nào? Cô mời các em cùng quan sát. Theo công thức A bằng U nhân Y nhân T thì để đo công của dòng điện ta cần những dụng cụ sau đây.
Đó chính là vôn kế, ampe kế và đồng hồ để đo thời gian. Đo U, đo Y và đo T. Và trong thực tế chúng ta có một dụng cụ đo công của dòng điện rất là đơn giản, đó chính là... Cô mời các em cùng quan sát, các em nhận thấy đây là gì không nào? Người ta gọi đây là công tơ điện, hay còn gọi là cái đồng hồ đo điện ở gia đình chúng ta các em ạ. Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Như vậy cô mời các em cùng quan sát. Bảng số 2 ghi lại số đếm của công tơ điện khi sử dụng một số dụng cụ điện. Và từ cái bảng này em hãy cho biết là mỗi số đếm của công tơ thì nó ứng với lượng điện năng tiêu thụ là bao nhiêu. Thì các em cùng quan sát. Bóng đèn công suất sử dụng là 100W, cô sẽ đổi ra kW là được 0,1 kW. Và thời gian sử dụng là 3 giờ. Khi đó số đếm của công tơ sẽ là 0,3. Nồi cơm điện công suất là 500W, cô đổi ra watt là 0,5 kW. Thời gian sử dụng là 1 giờ. Khi đó số đếm tương ứng là 0,5. Bàn là công suất là 1000W, cô đổi ra kW là được 1 kW. Thời gian sử dụng 0,5 giờ và số đếm công tơ là 0,5. Các em nhận thấy có mối liên hệ gì nào? Nếu như ta lấy công suất kW nhân cho số giờ 0,1 x 3, ta ra được 0,3 số. Ở đây tương tự, ta lấy 0,5 x 1, ta ra được 0,5. Hoặc ở đây ta lấy 1 x 0,5, ta ra được 0,5. Như vậy qua đây ta thấy rằng là mỗi số đếm của công tơ điện thì ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1 kWh. Như vậy các em quan sát lên đây, cô giới thiệu lại, đây là công tơ điện của chúng ta. Như vậy các em hình dung đây là cô phóng to ra cái dãy số trên công tơ điện nè. Các em để ý cái con số màu đỏ cuối cùng này, nó sẽ bắt đầu nhảy từ con số 1 lên đến con số 9, thì con số kế bên sẽ nhảy lên con số 1. Đó chính là số đếm của công tơ điện. Và mỗi số đếm của công tơ điện là ứng với lượng điện năng sử dụng 1 kWh. Và 1 kWh hay là một số đếm của công tơ điện thì hàng tháng gia đình chúng ta vẫn nói là bao nhiêu ký điện. Ký đó là từ phổ thông, từ mà người dân chúng ta sử dụng thôi. Còn trong chuyên ngành nó chính là kWh hoặc là số đếm của công tơ các em nhé. Như vậy chúng ta rút ra được nhận xét sau đây. Lượng điện năng sử dụng thì được đo bằng công tơ điện. Và mỗi số đếm của công tơ là ứng với 1 kWh. Chúng ta cùng đến với nội dung của phần vận dụng. Cô có một số câu hỏi sau đây, cô mời các em cùng quan sát. Cô có một bóng đèn có ghi 220V 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế là 220V trong 4 giờ. Em hãy tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ khi đó. Như vậy chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt dữ kiện của đề bài. Cho biết là U định mức là 220V, P định mức là 75W, thời gian là 4 giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm A và tìm số đếm của công tơ. Như vậy chúng ta thực hiện như sau. Vì là bóng đèn này sáng bình thường cho nên U sẽ bằng U định mức là 220V. Do đó là P cũng bằng P định mức là 75W. Điện năng tiêu thụ của đèn, chúng ta vận dụng ngay công thức chúng ta vừa học xong. A bằng P nhân T. Như vậy, ở đây P là 75W, cô đổi ra kW, cô chia cho 1000 thì nó ra được 0,075. Cô nhân với thời gian sử dụng là 4 giờ, cô ra được kết quả là 0,3 kWh. Và các em vừa mới học xong, một số đếm là tương ứng với 1 kWh. Do đó ở đây ta có lượng điện năng mà bóng đèn sử dụng tương ứng là 0,3 số đếm của công tơ. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Thì hàng tháng gia đình chúng ta đều phải trả tiền điện, có gia đình trả nhiều, có gia đình trả ít, đúng không nào? Nó tùy thuộc vào cái số đếm ở trên công tơ điện mà hàng tháng các chú vẫn hay đi ghi đó các em. Vậy thì cái số đếm của công tơ điện chính là lượng điện năng mà gia đình chúng ta sử dụng mỗi tháng. Vậy thì để trả tiền điện nhiều hay ít thì phụ thuộc vào việc mà chúng ta sử dụng điện nhiều hay ít. Và do đó thì chúng ta cần phải tiết kiệm điện để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Vậy thì muốn tiết kiệm điện chúng ta cần phải làm gì? Có rất nhiều cách và sau đây là một số cái cách giới thiệu với các em để góp một phần nào đó chúng ta có thể tiết kiệm điện hơn. Cô mời các em cùng quan sát.
người ta nói rằng chúng ta không nên cắm cái bộ sạc liên tục đối với các cái đồ dùng như là laptop nè, hoặc là điện thoại gì đó vân vân. Thì cái việc mà chúng ta cắm sạc liên tục đó các em, thứ nhất là nó tiêu hao rất là nhiều điện năng, mà một cái thứ hai nữa là nó cũng không có tốt cho cái đồ dùng của chúng ta, rồi thêm nữa là nó cũng sẽ rất là nguy hiểm các em ạ. Rồi, trước đây thì người ta sử dụng bóng đèn dây tóc nè, bóng đèn huỳnh quang rất là nhiều, nhưng bây giờ người ta khuyên chúng ta là nên sử dụng đèn compact để thay thế cho những cái đèn sợi đốt, bởi vì đèn compact này thì nó tiết kiệm điện rất là nhiều các em ạ. À, như vậy đây là những cái đồ dùng điện rất là phổ biến trong gia đình chúng ta, hầu như nhà nào cũng có tủ lạnh, máy lạnh đúng không? Thì người ta khuyên chúng ta rằng nên sử dụng các đồ dùng điện với công suất phù hợp và trong cái thời gian cần thiết. Thì ví dụ như là máy lạnh, khi nào ta cần thì ta mở, và ta nên chọn mà nó có cái công suất nó phù hợp với gia đình chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi mua những cái tủ lạnh, những cái máy lạnh bự lên, công suất lớn lên thì nó rất là lãng phí. Khi mà gia đình chúng ta ít người, phòng nhỏ thì chúng ta nên chọn nó phù hợp thôi nhé các em. À, tivi, quạt, cô thấy có cái tình trạng rất là phổ biến, đó là cứ bật tivi lên cho nói, bật quạt lên cho nó quay, rồi cứ bỏ đi đâu thì đi. Thì cái điều đó sẽ tốn rất là nhiều điện năng, mà đồ dùng cũng là nhanh chóng bị hỏng hơn. Cho nên là khi mà chúng ta không sử dụng các đồ dùng điện nữa thì chúng ta nên tắt nó đi. Thì nó vừa bền, đồ dùng điện vừa bền, mà đồng thời chúng ta cũng vừa tiết kiệm được điện năng nhé các em. À, và để tổng kết bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô quan sát lên sơ đồ tư duy nào. Ở bài số 13, điện năng công của dòng điện, các em cần nắm những nội dung sau đây. À, thứ nhất, điện năng chính là năng lượng của dòng điện, và điện năng có thể chuyển hóa thành nhiều dạng năng lượng khác nhau, trong đó sẽ có phần năng lượng có ích và phần năng lượng vô ích. Công của dòng điện, công của dòng điện là gì? Đó chính là lượng điện năng mà nó chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Và công thức tính công của dòng điện, chúng ta có thể dùng công thức A bằng P nhân T, với P là công suất tiêu thụ và T là thời gian mà dòng điện nó chạy qua các đồ dùng. Hoặc là chúng ta có thể dùng công thức A bằng U nhân Y nhân T, với U là hiệu điện thế, Y là cường độ dòng điện và T là thời gian. Để đo công của dòng điện thì ta có thể dùng dụng cụ đo là công tơ điện. Và đơn vị của công của dòng điện chính là đơn vị joule hoặc là kWh. Còn nếu như ta dùng công tơ điện thì nó sẽ có đơn vị là số đếm. Và liên hệ thực tế thì các em hãy cố gắng lựa chọn những đồ dùng có công suất phù hợp, sử dụng trong thời gian hợp lý, cũng như là tắt các thiết bị điện, các đồ dùng điện khi mà chúng ta không cần thiết, để góp phần tiết kiệm điện năng các em nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng qua bài học này các em sẽ thu nhận được thật nhiều kiến thức bổ ích và liên hệ được nhiều vào trong thực tế. Cô mến chào tạm biệt các em, chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.